Rồi, chào cả nhà nha. Thì lâu lắm rồi hôm nay mình lại đi câu lươn mọi người ạ. Đây nha, mình sẽ đi theo con mương này. Con lươn mình sẽ câu cho mọi người xem nha. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu tìm hang nha. Đây cả nhà, dưới đây mình thấy có một cái hang nha. Đây, giờ mình sẽ câu thử. Có lươn nha mọi người ơi. Vừa có động tĩnh, nước nó thật thật thật. Có động tĩnh nha mọi người ơi. Ôi nó ăn này này. Đó mọi người nhìn thấy nó nuôi dây chưa? Ôi con cua á. Hang đẹp ấy là đẹp, tưởng con lươn hóa này là con cua. Chịu rồi. Đi câu lươn nhưng mà lại là câu cua nha mọi người. Đây dưới này mình phát hiện có một cái hang nha mọi người ơi. Chúng mình là có con gì dưới này đây. Có lươn mọi người ơi. Nó vừa đỡ rồi nha, táp rồi nha. Đây, nôi rồi nha. Ui, ui lươn to. Ui lươn to. Nó nôi khỏe lắm mọi người ơi. Đây, lươn to rồi nha. Ui nó đầu nó vàng khè luôn mọi người ơi, con này dính mép trên rồi. Ui luôn khủng khủng. Quá. Ui mọi người ơi. Con lươn nó khủng chưa này. Bó. Lươn rất to nha. Rồi trúng mánh rồi, được con lươn khá to nha mọi người ơi. Đây mọi người này, nhìn này, khủng chưa, quá tuyệt vời luôn này. Rồi lâu lắm rồi hôm nay mình mới câu được con lươn to như này ạ. Ở cái hang đầu tiên mình tìm thấy tưởng con lươn nhưng mà không phải, nó dính con cua nhá. Đấy, hang thứ hai cái là đến là một con lươn khủng. Wow, mọi người nhìn thấy chưa? Chúng mình lại lươn to như thế này hiếm lắm cả nhà. Thi thoảng mới thấy có con thôi. Rồi. Ok, ngon rồi nha. Giờ mình sẽ đi tìm hang tiếp, câu cho mọi người xem nha. Mình theo con mương này nè.
Đây, dưới đây mình vừa thấy một cái hang nữa này. Có rốc tĩnh nhỉ? Ui, ăn luôn này. Con rắn chết mà con mươn nó vẫn còn sống. Vâng. Giết tao chả rắn với động nó. Mình thật đập con rắn cả chết rồi con mươn nó mà chuyển đi. Nó vậy là đã cắn rồi nó độc rồi. Vâng đúng rồi. Đây lại được con mươn to nữa. Rồi xảy rồi. Rồi. Lại mọi người không biết nó có ăn nữa không. Ui, vẫn ăn nha. Ui, con này tạm tạm thôi. Không to mấy mặt cảnh ạ. Này, bình bình thôi. Rồi, lên nha. Này, con thứ hai nha mọi người ơi. Vẫn chạy ra ngoài. Hai con nó tranh nhau quá. Ok, tiếp tục con trườn ra ngoài này. Nát về mình sẽ cân con này xem được bao nhiêu, trọng lượng là bao nhiêu nha. Rồi, đậy vào đã. Tiếp tục đi tìm hang. Đây, bên đây mình thấy có một cái hang nữa. Dưới nước này nhá. Có nước nha, nó đùn bùn ra lắm. Vâng, cháu năm ngoái cũng được con to vậy, năm nay mới được. Năm nay được nhìn con lươn to bé thì cũng nhìn thấy. Câu bé nó cắn à? Nếu có thì là nó cắn. Nhưng mà em nhìn đi tới chỗ bên em có phố nữa. Vâng. Cứ có nương là nó cắn. Nó hơi bị rậm quá nhỉ. Vâng. Này em làm nước lũ rồi đã vội đi rồi xong rồi. Nó nước bà ấy phát lên. Nó sợ ngô chuột nó ăn phát hết này. Đó, này ăn rồi. Đấy, được rồi. Ôi, con này bé. Không to. Lươn đồng tầm này là được rồi. Con rắn nó cắn cũng gần một cái con. Tao chỉ thử bò. Bò con rắn vào, đạch không con rắn thì con lươn chạy. Em gặp được ba con. Con to. Ơi, con kia cũng to, hai con kia to chứ. Một con này bé hơn con kia to. Rồi. Có bằng này nhà mày có mà ăn sao mà hết được cái nồi cháo này. Mà chúng mày quen mày mổ mày làm gì cả. Vâng, cái này là mổ cũng dễ thôi. Dễ mổ nhưng hơi cầu kỳ. Bắt đầu lươn bao tiền.
Dưới đây có cái hang cũ này, không biết giờ đã có lươn chưa, mình cứ câu thử nhá. Chưa có động tĩnh gì luôn. Có nước nha mọi người ơi. Ăn này nha. Nước nó nhạt rồi. Đó. Đó, đủ nước này đấy. Có nước nha. Rồi mình sửa lại mồi đã. Nước to hay bé đây? Ăn này nha. Ui kéo nặng đó. Kéo nặng đó mọi người ơi. Ô con này cũng được nha. Rồi. Trốn mãi, giữ mãi mới chịu nên ăn. Con này cũng được nha mọi người ơi. Hơn nặng đấy. Lươn đồng. Cái này là ngon rồi. Vâng. Tiếp tục vào thùng nha. Đó. Gần bằng ạ. Hả? Cũng gần bằng. Ừ. Con vừa xong rồi nha. Úi giời ơi con ý to gần bằng con nãy. Rồi mọi người ơi, mình đi nãy giờ tìm thấy rất nhiều hang nhưng mà không có gì nha. Đây mình quay lại số lươn mình câu được cho mọi người xem này. Đó, con này to nhất này. Đó, nó ngóc cái đầu nó lên này. Đời chui ra. Rồi mỗi con đầu tiên này là con to nhất luôn nhỉ. Tối nay, à đây. Có mỗi mình một con cua này mình thả nó đi nha. Rồi mình thả ăn cua rồi, giờ còn nguyên lươn đây nha. Thôi giờ mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Mọi người xem video thấy hay cho mình xin một like nha. Thôi giờ mình cũng gần tối rồi, mình xin phép là kết thúc video để về nha mọi người ơi. Bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha.